Nữ giáo viên kể chuyện bị phụ huynh quên tiền bồi dưỡng, chặn luôn số để cô khỏi liên lạc. Các cô giáo khi bị chậm, nợ, thậm chí không được trả tiền bồi dưỡng đã rất ngại ngần khi nhắc đến điều này. Trên một diễn đàn, cô giáo tên TBH vừa dũng cảm đưa lên một tâm sự giờ khóc giờ cười. Phụ huynh học sinh ở gần nhà trong dịp hè đã gửi gắm con để cô giúp luyện viết chữ đẹp. Cả mùa hè, với nhiều lý do, học sinh chỉ học hai buổi. Chi phí cho hai buổi học bao gồm cả luyện viết chữ và đồ ăn uống cho con là 300.000 nhưng phụ huynh học sinh này đã không thanh toán. Cực chẳng đã, cô giáo phải nhắn tin nhắc phụ huynh, nhưng sau đó phụ huynh này chặn luôn liên lạc với cô. Gia đình học sinh này ở ngay gần nhà cô giáo hát, vẫn thường xuyên đi qua cửa nhà cô, nhưng phụ huynh thì quên luôn chuyện gửi tiền bồi dưỡng cho cô giáo. Được biết, cô giáo hát có con nhỏ và còn đang chăm sóc thêm cha mẹ già tâm sự ít thấy ít khi được sẻ chia của nữ giáo viên này khi đưa lên đã nhận được rất nhiều phản hồi cảm thông và chia sẻ thêm của nhiều đồng nghiệp khác mùa hè nhiều phụ huynh có nhu cầu gửi con mình đến các câu lạc bộ hè để rèn luyện thêm bổ túc lại kiến thức và các kỹ năng có nhu cầu cho học các môn về ngoại ngữ âm nhạc hội họa đa phần các phụ huynh đều có ý thức thực hiện đầy đủ các khoản bồi dưỡng cho công sức mà các cô đã bỏ ra với con mình nhưng cũng có vài phụ huynh quên mất điều này Chị NTT, người phụ trách một trung tâm hỗ trợ kỹ năng và hướng nghiệp cho các trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ chia sẻ về việc có một trường hợp phụ huynh học sinh đã nợ 9 tháng chi phí học của con. Trung tâm đã rất thương cảm cho trường hợp này nên cho chậm chi phí trong thời gian dài, nhưng sau đó thì phụ huynh chặn luôn liên lạc với trung tâm và các cô giáo. Cô giáo NTM rồi một cô giáo khác là NTT cũng chia sẻ về việc phụ huynh quên không gửi chi phí bồi dưỡng cho cô. Các cô giáo đều có con nhỏ, rất bận rộn trong hè, nhưng do phụ huynh tin tưởng, nhiệt tình nhờ cô dạy thêm cho con mình nên các cô đã nhận lời. Các buổi học được tổ chức tại nhà, các cô phải bỏ rất nhiều chi phí, công sức tổ chức lớp học, bao gồm trang bị điều hòa, đồ ăn nhẹ, nước uống cho các học sinh. Nhiều học sinh học kém, mất căn bản, chữ xấu, cô giáo phải rất vất vả mới có thể giúp học sinh tiến bộ được cô giáo nt mở tâm sự buồn rằng học sinh học xong năm buổi rồi nghỉ luôn phụ huynh không một lời nhắn lại cho cô giáo một số các trung tâm về âm nhạc hội họa tình trạng nợ quyền đóng học phí cho con cũng xảy ra các cô giáo khi xây dựng các trung tâm này đều phải bỏ ra nhiều công sức và chi phí bao gồm địa điểm cơ sở vật chất trả lương cho giáo viên các dụng cụ âm nhạc họa phẩm phục vụ việc học học sinh tham gia thường đóng phí trước nhưng sau đó khi đã quen các cô có thể cho đóng muộn hơn Cô giáo TBH và nhiều giáo viên cho biết nếu học sinh có khó khăn, cô sẵn sàng giúp đỡ. Với các cô giáo bồi dưỡng thêm cho học sinh dịp hè, các khoản này đều là tự nguyện dựa trên sự tự giác của phụ huynh. Và các cô giáo đều rất ngại thì đề cập đến chuyện này. Nhiều người khi thấy tâm sự này của các cô giáo đã rất bức xúc bởi một số phụ huynh làm vậy là thể hiện sự thiếu tôn trọng với người dạy dỗ con mình.